chào tất cả các bác, cô chú, anh chị được quay trở lại với kênh Bảo Hân Vlog. Hiện tại thì con đang đứng tại căn biệt thự của nhà bác Hải Samba TV. Bây giờ thì là buổi chiều, đây là không gian buổi chiều mà ở căn nhà của bác Hải mọi người có thể thấy rất là đông đúng không ạ? Thì hồi sáng là con cũng có quay chung với bác Hải ở trong căn nhà của bác Hải rồi. Thì bây giờ thì cũng tầm khoảng 5 giờ hơn rồi thì buổi tiệc tân gia của bác Hải sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ rưỡi. Con sẽ cho mọi người đi xem buổi tiệc tân gia của bác Hải sẽ như thế nào nha. Cả nhà có thể thấy là mọi người đang ở đây rất là đông với cái sự bầu không khí sôi nổi như thế này. Và con cũng rất là háo hức. Và mọi người cũng vậy, cũng rất là háo hức để đón chờ buổi tiệc tân gia tối nay của nhà bác Hải Samba TV. Và hồi nãy ở trong nhà thì con có được gặp bà Tân Vlog này, bà chị Bơ và chị Ái Mỹ. Thật sự là các chị rất là xinh luôn đấy cả nhà. Con rất là thích các chị ấy. Thật sự là một cái vẻ đẹp mà ai cũng phải mê luôn, đặc biệt là chị Ái Mỹ cực kỳ là cực kỳ xinh luôn ạ. À, bây giờ thì mọi người có thể thấy bên phía bên tay trái của con đấy là chữ gì không ạ? Đấy là chữ tân, mừng tân gia. Thật sự là bây giờ con đang rất là háo hức để mong chờ tiết mục tối nay của bác Hải Samba TV. Bây giờ mọi người hãy cùng con chờ đón buổi tiệc tân gia vào tối nay nha. Giới thiệu với mọi người, đây là chị Cói. Tên cân của chị là Cói Lalin. Mọi người nếu mà biết chị thì cũng phải vô ủng hộ cân của chị luôn nha. Xin chào các cô, các bác, quý khán giả trên kênh của Đã Bảo Hân Vlog ạ. Mong được các cô, các bác yêu quý và ủng hộ Bảo Hân. Bảo Hân là còn rất là ít tuổi nhưng mà bé rất là giỏi ạ. Cố gắng nha em. Dạ vâng, của chị. Vâng, giỏi quá. Em chào anh Già Làng Tây Nguyên và là em có xem kênh của anh, rất hâm mộ anh. Mọi người thấy là bây giờ trong không khí ở trong căn biệt thự của bác Hải là đang rất là đẹp và vui luôn đúng không cả nhà? Thì nãy giờ là có một tiết mục đó làm. Thì ở trong cái đây muốn là đi lên lầu rồi. Thank you.
đông quá vô đây nào? Em mới tới hồi sáng. Tới sáng. Vậy đi xe này? Em đi xe giường nằm. Đi xe giường nằm. Nhưng mà tới đây em ở chung khách sạn của chị Dũng Anh Diễm luôn. Dạ đúng. Em ở ngay đây luôn. Tại vì Thái hôm qua giờ Thái ở trên Sa Pa. Chào mọi người nha. Tới đây thôi. Mình mang cái đôi dép là gần 10 phân rồi mà vẫn chưa bằng em. Đây. Hôm nay là em đã ngày qua em đã tham quan hết căn biệt thự chưa? Em mới tham quan hồi sáng này luôn. Em mới quay lại luôn. Đây là có những bình rượu rất là quý nè cả nhà. Đây là rượu Quát 21. Đây là Ái Mí. Và đây là Bí Hăng. Em là Đậu Hân Vlog. Đây là con của chị Sương. Dạ, bữa nay em có gặp chị Sương ở khách sạn đấy. Em sinh năm nhiêu quên rồi nha. Em 2002. Bé? Em 2010. 2010. Rồi đó, hai chị em này đó. Dạ, để cho em xin phép đứng cạnh Bé Hân nha. Ok. Đây này. Dạ, Bé Hân đẹp quá. Nó xinh. Chị Sương. Nhưng mà hai đứa biết gì không? Biết bà ai không? Bà và chị. Nhìn anh Hải giống Hải. Giống như anh Hải để bụng bự cười đó. Mua lặn đi thêm máy luôn kìa. Mua ở đây luôn. Kênh của em là Bảo Hân Vlog. Bảo Hân. Con của chị Dương cũng là xinh gái luôn. Nhưng mà điều đặc biệt là mọi người biết không? Bé mới có 2010 thôi nha. Đúng rồi. Các bạn có cao hơn Ái Mí hơn nhiều. Không những cao Ái Mí mà cao hơn chị nữa nè. Em phải nhảy lên cao bằng luôn á. Đấy, cả nhà yêu thích Bảo Hân thì ghé Bảo Hân subscribe và đăng ký cho cô bé nha. Còn nếu yêu thích Thái Gia Biển, Thái Gia Biển nha. Và đăng ký cho bé Trinh Bản. Trinh Bản nữa nè. Anh nói là ngày hôm nay thì hội tụ rất là chị em ước mơ, nên là mình cũng hồi hộp không biết quay làm sao để gửi tặng khán giả nữa, đúng không chị? Là hy vọng có gì sai sót thì khán giả bỏ qua cho nha. Mình tới mình chiêm ngưỡng piano của anh Diễm này, đàn đi. Hôm nay ngồi lên em đánh thử đi. Hồi sáng là em đánh thử luôn rồi. Em đánh thử một lần nữa đi. Không biết đánh nữa. Không biết đánh như đàn piano luôn nha. Em đánh nháp luôn.
chị mới đánh đồ Remy Pha Son được không? Rồi, em có tóc đẹp nha, gan ra mi. Để em gái của chị điện gái mới được. À, bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài tiệc nha cả nhà. Tại vì bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi. Hôm nay là rất là đông và vui luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm chỗ ngồi nhé cả nhà. Rất là đông quá. À đây nè. Bạn đi đâu nhanh quá. Mắt này kém hơn. Không để ý. Để cùng chung vui với Hoàng Hải. Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng chào đón hai nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Xin được chào đón anh Hoàng Hải và chị Kim Tuyên, chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Có giống cô dâu của chú rể không quý vị? Rất đẹp đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, để có được ngày hôm nay thì anh Hoàng Hải đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Và bên cạnh anh Hải luôn luôn có một bông hồng rất xinh đẹp ủng hộ trong tất cả các bước đi, trong tất cả các công việc của anh Hải. Và ngày hôm nay đã đánh dấu sự thành công của anh Hải với ngôi nhà mà rất rất nhiều người mơ ước. Và chắc chắn là ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với anh Hoàng Hải và chị Kim Tuyên. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho cặp đôi tuyệt vời này được không ạ? Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện về Hoàng Hải Sapa TV từ ngày bắt đầu cho đến ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất nghèo Thanh Thủy, Phú Thọ, sống trong gia đình đông anh chị em. Là một người anh cả, từ nhỏ Hoàng Hải đã có ý thức rất cao về tự lập. Theo gia đình lên Lào Cai từ năm 1999, Hoàng Hải tuy học rất giỏi nhưng phải bỏ học từ sớm để lao động phụ giúp kinh tế gia đình và chăm sóc các em nhỏ. Trong thời gian đi đánh giày và bán báo tại ga Lào Cai, Hoàng Hải đã sớm bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ của mình qua việc học hỏi và tiếp xúc với nhiều người nước ngoài. Nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực học hỏi của mình, Hoàng Hải đã tự mình xin được một công việc ổn định hơn, đó là làm lễ tân cho một khách sạn cao cấp tại địa phương. Sau đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, Hoàng Hải gặp được chân ái của đời mình, đó là người vợ Tào Khang Bùi Thị Kim Tuyên. Hai chị rất yêu thương và hiểu nhau, cùng nhau cố gắng vì tương lai. Hai người về chung một nhà vào năm 2010 và cùng nhau lập nghiệp. Sau 3 năm, dựa vào sự thông minh, nhanh nhạy trong kinh doanh, anh chị đã có trong tay một hãng xe du lịch hoạt động rất tốt vì có chiến lược đúng đắn. Cùng với đó là sự ra đời của lần lượt ba thiên thần đáng yêu. Cuộc sống của Hoàng Hải bình lặng trôi qua. Với đặc thù công việc là làm tour guide, tiếp xúc với nhiều khách trong và ngoài nước, Hoàng Hải nhận thấy rằng còn rất nhiều người chưa hiểu biết nhiều về các phong tục tập quán của người dân nơi đây.
Do trong thời điểm đó chưa có hoặc có rất ít kênh YouTube giới thiệu chi tiết về ẩm thực, phong tục, phong cách sống của đồng bào các dân tộc tại Lào Cai nói chung và Sapa nói riêng. Từ những trăn trở đó, Hoàng Hải ấp ủ trong mình mong muốn có được một kênh YouTube riêng để giúp quảng bá những địa điểm độc đáo, những món ăn ngon, đậm chất truyền thống, những hoàn cảnh khó khăn trên các con đường mà Hoàng Hải đã đi qua. Sự ấp ủ đó chỉ thực sự bùng cháy khi mùa dịch Covid ập đến. Hoàng Hải đã dần chuyển mình từ một doanh nhân kinh doanh xe du lịch thành một YouTuber chuyên nghiệp. Với phong cách bình dị, gần gũi và có sự am hiểu sâu sắc về phong tục tập quán của các dân tộc địa phương, cùng lòng yêu thương đồng bào sâu sắc, may mắn kênh YouTube Sapa TV của Hoàng Hải được rất nhiều khán giả và bà con ủng hộ. Cùng với sự giúp đỡ của những người anh em trong nghề như Huấn Hoàng Hồng, Huấn Lê, Phan Diễm, Phạm Dũng cùng nhiều anh chị em khác, Hoàng Hải có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp với lượt follow hiện tại là 1,5 triệu người trên YouTube cùng một kênh TikTok, một kênh Facebook đều 1,3 triệu follow. Hiện nay, Hoàng Hải và Kim Tuyên đang là chủ của hai nhà hàng lớn là Sapa TV và Dân Tộc Quán Sapa, cùng một hệ thống bán hàng và chăm sóc khách hàng online hùng hậu, tạo cơ hội việc làm và giúp đỡ cho con em và bà con trên bản. Hoàng Hải luôn luôn có ý thức sâu sắc về cộng đồng. Hiện anh đang hợp tác cùng nhiều hợp tác xã và các hộ sản xuất người đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ tiêu thụ các loại nông sản, đặc sản vùng miền, giúp nhiều gia đình cải thiện được kinh tế. Thông qua đây, Hoàng Hải và Kim Tuyên cùng toàn thể bộ máy nhân sự Sapa TV muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới sự ủng hộ và quan tâm của các khán giả trung thành, những người luôn sát cánh cùng Sapa TV. Chúc cho toàn thể mọi người có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.
thì ở nãy trong buổi tiệc thì có nhạc khá là ồn nên là con xin phép tắt nhạc để tránh bản quyền. Và bây giờ cũng đã khá là trễ rồi. Hôm nay thì phải về nghỉ ngơi một chút để mai con phải đi học nữa. Hôm nay thì rất là nhiều món ngon nha cả nhà. Được thưởng thức nhiều món ngon và được ăn nhạc đặc sản của Sapa TV. Và còn được cả nghe nhạc Hương Hồng Phúc nữa. Em xin chúc anh Hải với gia đình anh thật là nhiều niềm vui nữa nhé. Chúc con dâu cố gắng sớm đạt chỗ người đăng ký nhé. Vâng, cảm ơn. Bây giờ thì xin phép kết thúc video ngay tại đây. Cảm ơn các bạn, các bác, cô chú, anh chị đã ủng hộ và đăng ký kênh cho con. Xin chào và hẹn gặp lại.